Quý vị khán giả đang theo dõi bản tin giá vàng và giá ngoại tệ được phát sóng hàng ngày trên Lao động .vn. Kính thưa quý vị, giá vàng thế giới bất ngờ tăng mạnh vào phiên giao dịch sáng nay. Hiện niêm yết trên Kitco ở mức 1.932 đô la Mỹ trên một ounce, tăng khoảng 3,29% trong 24 giờ qua, tương ứng với tăng khoảng 62 đô la Mỹ trên một ounce. Giá vàng thế giới tăng vọt khi cuộc xung đột ở Trung Đông trở nên căng thẳng hơn. Các chuyên gia cho rằng cuộc chiến này sẽ tiếp tục tác động tới cả giá dầu thô và giá vàng, khiến cả hai mặt hàng này đều tăng giá. Trong bối cảnh đó, vàng là kênh trú ẩn an toàn với các nhà đầu tư. Sau chuỗi ngày tăng khủng, giá vàng trong nước rạng sáng nay được điều chỉnh giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì trên 70 triệu đồng trên lượng ở chiều bán ra. Các thương hiệu như là Doji, P&G, SGC, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt điều chỉnh giảm từ 50 đến 100 nghìn đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Dưới đây là thông tin chi tiết. Về thị trường ngoại tệ, đồng đô la Mỹ chạm mức cao nhất trong một tuần so với các loại tiền tệ vào phiên giao dịch vừa qua, tiếp đà tăng khi dữ liệu giá tiêu dùng của Mỹ củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn. Hiện chỉ số đô la Mỹ Index đạt mốc 106,67. Đà tăng trưởng của đồng bạc xanh trong tuần vừa qua phần lớn cũng phản ánh sự bất ổn ngày càng tăng về kinh tế và địa chính trị sau cuộc xung đột ở Trung Đông. Trong nước, hiện Ngân hàng Nhà nước đang công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 24.077 đồng trên đô la Mỹ. Dưới đây là thông tin chi tiết. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những bản tin tiếp theo. Cái gì trúng nhiều tiền nhiều tiền? Úi, Dr. Thanh, chào Thanh Thông Độ, nó bùng anh. Trúng giải 1 tỷ, tính giải 100 triệu, hàng ngàn giải trúng ngay mỗi ngày. Nhanh tay thế nhảy, gửi tin nhắn đến 6020 hoặc truy cập website để trúng tiền tỷ.